Xin chào các bạn, sau đây xin hướng dẫn các bạn làm đề thi 126B học kỳ 1 năm học 2019-2020 của học phần tin học văn phòng với 6 câu phần Word. Chúng ta sẽ làm lần lượt 6 câu. Đầu tiên chúng ta thu nhỏ cửa sổ. Chúng ta mở một cửa sổ Word trắng tinh ra như yêu cầu đề bài. Và các bạn lưu vào theo ký ức và tên ở trên desktop lớp DTD60 mã sinh viên, cái tên là Lê Văn Đình, đấy, thế là họ tên bạn. Sau đó chúng ta thực hiện. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn là định dạng tài liệu của giấy A4. Các bạn vào tab Page Layout, các bạn chọn Size đấy, để chọn khổ giấy A4. Lề giấy Top Bottom 2, Row 3, Left 2. Chúng ta vào cái biểu tượng Margin, chúng ta chọn Custom Margin để đặt theo yêu cầu của đề bài. Top 2, bottom 2, right 3, left 2. Ở đây vì nó đã đánh cm rồi nên các bạn không phải đánh, còn nếu nó là inch thì các bạn phải đánh cm vào. Nếu không nó hiểu đây là 2 inch. Chèn header kiểu bend với nội dung thông báo tuyển sinh. Chúng ta vào tab Insert, chúng ta chọn header. Chúng ta đi tìm cái mẫu có sẵn tên là bend. Đây, chúng ta nhìn thấy bend. Trong cái mẫu bend này các bạn gõ thông báo tuyển sinh. Sau đó bạn kích vào Close Header Footer để thoát khỏi cái vùng của header. Đến phần này thì người ta yêu cầu chúng ta là chèn bảng trộn ô và nhập nội dung thô như hình 1. Để cái hình người ta cho ở đây, ta thu nhỏ nó lại để cho nó dễ nhìn. Ta kiểm tra xem là cái này có bao nhiêu ô tất cả. Thì để trộn và chuẩn thì đầu tiên ta chọn cái số, số hàng thì nhiều nhất, đây là 1. Ta phóng to lên. Chúng ta sẽ đếm những cái dòng mà nhiều nhất, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dòng. Đấy, cột thì đếm số cột lớn nhất, 1, 2, 3. Thế là chúng ta sẽ chèn vào là 6 dòng 3 cột. Đấy, sau đó chúng ta sẽ giãn ra. Thế thì ở đây 1, 2, 3 thì cũng nhất là cái cột này chúng ta kéo nó lui ra đây. Còn để nguyên. Sau đó chúng ta hợp 4 cái dòng dưới vào là 1. Thì ở trong cái thanh công cụ Table Tool, chúng ta kích vào Merge Cell để ta trộn trước khi ta gõ nội dung. Còn hai cái ô này chúng ta trộn vào là 1. Còn cái ô này tí nữa chúng ta bỏ đường viền nó đi. Tức là ở đây người ta bỏ mờ cái đường của nó đi, cho nên là trong cái này thực chất là các bạn đi sai, các bạn vào border, vào cái cuối cùng border em xác đi, và kích vào đây để ta bỏ cái đường nó mờ đi chứ không phải biến mất, nó không in ra. Còn ba cái này chúng ta hợp là 1. Đấy, 4 cái đây, 4 cái dòng này chúng ta hợp là 1 và layout chọn merge cell rồi.
Còn lại những cái dòng kia tí là giãn ra, ta gõ thì ta sẽ giãn nó ra. Bây giờ chúng ta sẽ nhập nội dung. Phía trên này các bạn bật caps lock lên, đánh chữ trường Anh ngữ quốc tế. Còn đây chúng ta chữ bỏ caps lock đi, Nikkei. Bây giờ chúng ta hợp là mất một ô, ta lại kẻ ta ở trong cái tab layout, ta chọn draw table rồi để xong đó bấm quay kích lại để nó biến mất cái biểu tượng vẽ được rồi. Nên là khai giảng những cái hoa, khai giảng các lớp mới ngày 21 và 28 tháng 4 năm 2019. Ta gộp các cái này là một đấy, vào đây ta chọn như sale, đây ta gõ là gõ xong tí ta xoay sau, đừng học xong mới bắt đầu luyện thi, đừng học xong mới bắt đầu luyện thi. Ở đây chúng ta sẽ kéo nó đều ra, đánh chữ party này. Rồi bảo các lóc đi đánh ngày 02 gạch ngang 25 gạch ngang 2004. Chúng ta gõ tiếp này, đội ngũ giáo viên Việt Nam và bản xứ giàu kinh nghiệm giáo trình phải phương pháp dạy mới nhất, phòng học máy lạnh phải đầy đủ trang thiết bị, địa chỉ 89 Cao Thắng, đây, quận 3, đây, Hồ Chí Minh. Cái số điện thoại là 009 25 499. Trò chơi Anh ngữ xổ số giải thưởng hấp dẫn. Bên này chúng ta đánh là giảm một này. Thế sẽ có gì đến nữa nữa không? Đây, chấm. Máy tính giải 2 2 chấm. Yeah, CD giải 3 2 chấm. Khóa học miễn phí. Bên dưới này chúng ta cũng hợp thành một ô và đánh chữ xin, bật các lóc xin ghi danh tại văn phòng. Thì đấy là chúng ta đã đánh xong cái nội dung văn bản thô. Rồi tôi phải trộn nhập nội dung như hình 1 này, định dạng chữ đậm, các hàng cột theo mẫu.
Đề phông là Tahoma này, size 12 cho dữ liệu bảng biểu, ngoại trừ dữ liệu ở hàng 1 và hàng 2 có size 14. Onicam size 20. Nên là chúng ta cái bôi đen hết để chọn đúng phông là Tahoma. Phông Tahoma này. Size 12 này. Ngoại trừ cái ô hàng 1 và hàng 2. Ngoại trừ dữ liệu ở hàng 1 và hàng 2 size 14. Ta cứ chọn từng cái một đã. 14 này. Cái này cũng 14 này. Bảng nó chặt tí này chúng ta kéo nó ra. Đấy, riêng cái thằng Mi Cam thì là 20. 20 này. Rồi. Ô ở cột 1. Đừng học mới xong mới thì người ta bảo là cái ô này là phủ nền màu trắng background dark 15. Phủ nền thì chúng ta phủ vào cái design nó có cái phần chuyên màu. Đây, nền màu trắng đi. Dark 15. White background one dark 15%. Thay đổi hướng chữ như hình. Thì cái chướng hướng chữ này ở trong cái bài này là hướng chữ đọc từ dưới lên trên. Người ta vào cái layout, ta có cái phần text direction. Đấy. Đọc từ dưới lên. Định dạng bullet là hình chữ nhật, phông là wedding như ô dữ liệu cột 2 và hàng hàng 3 như và ba hàng đây thì chúng ta trừ mỗi cái phần là chúng ta kéo lên trong cái này chúng ta trừ mỗi cái phần địa chỉ còn bao kia là chúng ta đều có bôi đen này là hôm này. Chúng ta chọn Define, chúng ta chọn Symbol, chúng ta chọn Winding, không Winding nó gần dưới đây. Đấy, các bạn chọn hình chữ nhật ok để cho nó sát vào. Nếu mà muốn nó giống như hình thì chúng ta nuôi ra thị. Rồi địa chỉ thì không có gì nào. Tiếp này. Chèn symbol là cái biểu tượng điện thoại vào như hình 1. Và có nghĩa là chúng ta chèn cái điện thoại vào đây. Đây. Ta kích trỏ đây. Ta vào insert chúng ta để chọn symbol. Cái điện thoại. Để không biết nó có làm ở đây không. Ở trong này người ta nói là cái điện thoại nằm ở Wedding 2. Chúng ta vào đây chúng ta chọn Wedding 2. Đây. Rồi. Sau đó các bạn tiếp tục định dạng dữ liệu cho ô ở hàng
hàng 3. Cột 2 đội ngũ đầy đủ. Với khoảng cách after before line spacing là 1,2. Đây chúng ta bôi ba cái này. Ta định dạng dữ liệu cho cái này là after là bằng 6 này. Before bằng 6 này. Line spacing chúng ta chọn là 1,2 1.2. Ok. Rồi, nó đã giãn ra. Căn đề thích hợp cho dữ liệu các ô của bảng như hình 1. Căn đề tức là chúng ta giãn nó ra. Căn giữa này. Cái này cũng căn giữa này. Cái này căn giữa này. Cái chữ party này cũng căn giữa này. Rồi. Chúng ta xem chèn symbol không có đinh như ở cột 3 hàng 5. Nó có 3 cái này thì chúng ta sẽ chèn vào đây. Thế là giãn bớt nó xuống để cho nó giống như hình. Ta đứng ở đây, ta vào insert và chọn symbol một quyền vào thì chúng ta tìm. Nhưng đinh 2 không có quyền vào. Trong này người ta có gợi ý không? Ở trong phông winding, lại đi vào winding. Đây quyền vào đây. Chèn được một cái rồi. Lại kích vào cái vị trí đây tiếp. Lại kích tiếp. Rồi, cứ kích tiếp vào là nó chèn vào. Tạo tác thích hợp cho ô dữ liệu ở cột 3 hàng 5. Đây tức là trong cái này là tab chứ không phải chúng ta đánh vào. Người ta bấm này. Người xóa đi ta gõ tab, tab trái à tab phải. Vì trong này người ta là có như thế này thì ta phải ô đen ta bấm tab. Các bạn chọn một cái tab phải có đường dẫn thì vào home. Rồi ta vào paragraph. Ta chọn tab để cho nó ở với vị trí số 16,5. 16,5 tab phải đường dẫn số 2 xét. Ok, ta bấm shift tab an tab. Và ta xóa đi để ta nằm lại. Đây ta phải ta đặt vào đây. Rồi xem là vị trí tab này là bao nhiêu. Này có 5 phẩy mấy so với cái ô này thôi. Thì chúng ta chọn nó đường dẫn số 2. Ok. Thế là ta đứng ở đây ta bấm Ctrl Tab để nó ra, nó đẩy dữ liệu ra đấy. Ctrl Tab. À, còn cái dưới nữa muốn thêm cả cái khóa học miễn phí này thì đứng ở đây ta bấm bôi đen cả cái này, ta chọn format painter để nó định dạng lại. Rồi Ctrl Tab cuối cùng thì chúng ta đã xong cái câu mà có tab chỉnh hình chiều cao của hàng 1 và hàng 6 là 1 cm. Đây, cái hàng 1 này chúng ta vào layout chúng ta chọn là cái hàng 6 và hàng 1 là 1 cm thì cái hàng này ta chọn là 1 cm này. Cái này cũng chọn là 1 cm. Rồi, nó đã 1 cm. Nhưng mà trong dữ liệu đây nó lại đậm. Đậm này. Cho nó ra giữa.
các nước khoai giả này cũng ra giữa này, pati này đậm này, ni cam này cũng đậm này, đấy cái chỗ này thì còn ra giữa. Giữa ô đậm rồi, khai giảng này cũng đậm, đậm thì nó lại xuống dòng nữa, cái tải nó này không còn cái gì nữa không. Tiếp đến là tạo caption cho bảng biểu có nội dung hình 1 thông báo tuyển sinh. Và kích vào, ta chọn reference, chúng ta chọn insert caption. Đây, ta đặt ở bên trên bảng. Bởi vì nó không nói rõ là trên hay dưới thì chúng ta cứ đặt. Để xem nào. Không nói gì là trên hay dưới. Đấy thì chúng ta vẫn cứ để nguyên như tên nó là label là bảng. Nếu các bạn mà không thấy hiện label là bảng thì click vào label, gọi chữ bảng vào chấm này, thông báo tuyển sinh, ok. Đấy thì chú thích bảng nó nằm ở trên. Chèn hyperlink cho nội dung hàng cuối của bảng, xin ghi danh tại văn phòng tới email nicam1@gmail.com với chủ đề đăng ký. Thì ta bôi đen này, ta vào insert, ta chọn hyperlink. Cái này là đến một địa chỉ mail nên các bạn phải chọn link to là email address. Chúng ta đánh chữ nicam vào @gmail.com. Chủ đề thì chính là subject, các bạn gọi sẽ đăng ký. Rồi ok. Thế thì chúng ta đã xong hết 6 câu. Các bạn xem còn cái gì chưa ưng ý thì chúng ta căn chỉnh lại. Đây thì đây là nó phóng nhỏ thôi, mình phóng to đây. Này nó gần quá thì cách nó ra. Rồi. Trò chơi còn thời gian, các bạn căn chỉnh cho nó đẹp rồi. Căn giữa, kéo cái này vào một tí để cho nó ra giữa. Party này ra giữa. Thực ra thì bài yêu cầu như thế nào thì chúng ta làm như thế. Tuy nhiên nếu như chúng ta thấy mà có những cái chúng ta căn chỉnh nó đẹp hơn thì các bạn cứ làm. Còn những cái chúng ta bám sát vào yêu cầu đề bài để đạt được cái điểm tối đa. À, cái này nhầm rồi. Cái này nó cắt này tăng chữ x này. Nó phải đặt ở dưới chứ này. Đấy. Hai chấm. Nếu mà cái này nó sát quá thì chúng ta thu nó, cho nó nuôi vào một tí nữa. Tại sao cái chữ bị của chúng ta nó vẫn lên. Rồi ta kéo cái này sang bên này một tí nữa. Thế thì cuối cùng chúng ta đã hoàn thành cái bài của đề 126.